Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu vừa ký văn bản gửi các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương, cơ quan trung ương, các tổ chức chính trị đề nghị tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Trong đó, Bộ Tư pháp nhấn mạnh tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác gây hoang mang trong cộng đồng và các hành vi lợi dụng dịch nCoV để trục lợi. Bộ Tư pháp cũng đề nghị Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các cơ quan tổ chức tăng cường phổ biến quy định của pháp luật về phòng chống dịch nCoV, phòng chống tác hại của rượu bia, an toàn thực phẩm.